Kính thưa quý vị, khách hàng tại Nhật uống cà phê với nhân vật nhồi bông Moomin tên từ Đông Kinh. Tại quán cà phê Moomin ở Đông Kinh, một tách cà phê hay tách trà đến với nhân vật nhồi bông riêng của họ để giữ cho khách hàng độc thân có người bầu bạn. Quán cà phê đã được mở cửa vào năm 2003, lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh về các nhân vật Moomin của nhà văn họa sĩ nổi tiếng Phần Lan Tove Jansson. Đây là nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Phần Lan và được nhiều người trên toàn cầu biết đến. Nhân vật Moomin được nhận xét nổi tiếng không kém gì nhân vật hoạt hình người máy Doraemon của Nhật Bản. Dù chỉ đi có một mình, nhưng khi đến với Moomin House, các khách hàng sẽ không phải buồn bã hay tủi thân bởi quán cà phê độc đáo này đã cử hẳn một nhân viên Moomin đáng yêu để bầu bạn cùng mọi người. Quán cà phê này cũng được mọi người gọi bằng cái tên khác, đó là quán cà phê chống cô đơn. Chỉ với có 7 nhân vật nhồi bông lớn để chia sẻ giữa các khách hàng đến với cửa tiệm, các nhân viên tại quán nói họ làm tất cả những gì có thể làm để bảo đảm mọi người không bị thất vọng.